Tiêu Sái Gia Nhân Đạm Đạm Trang là bộ phim truyền hình cổ trang thuộc loại ngôn tình lãng mạn, vừa lên sóng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Du hành xuyên thiên niên kỷ, làm hài lòng bản thân, không sợ tương lai, sống vì tình yêu. Chào mừng bạn đến với một thế giới hoàn toàn mới trong bộ phim Tiêu Sái Gia Nhân Đạm Đạm Trang. Phim kể về câu chuyện của Tư Nghiên, do Khổng Tuyết Nhi đóng, một cô gái hiện đại, là một beauty blogger với 300.000 người theo dõi, nhưng bỗng dưng trở thành người thực vật vì một tai nạn xe hơi. Một cách tình cờ, cô lọt vào hệ thống VR của một game mỹ nhân cổ trang Trung Quốc, cho phép tiềm thức của cô được tái sinh ở một thế giới khác. Một đại tiểu thư kiêu ngạo bỗng trở thành một thị nữ trang điểm tầng thấp. Nàng nhờ kỹ thuật trang điểm tuyệt vời kết hợp với việc tiếp thị, tuyên truyền mà lấy lòng thành công các phu nhân tiểu thư. Đồng thời các kiểu trang điểm khác nhau không chỉ trang điểm cho vẻ mặt xinh đẹp mà còn trang điểm cho câu chuyện và thái độ của cuộc đời của phụ nữ với thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Trong quá trình chơi game, Tư Nghiên vốn chỉ muốn tập trung với nhiệm vụ chứ không yêu đương các nhân vật. Tuy nhiên nàng bất ngờ gặp gỡ các nhân vật đẹp trai như Kỳ Quan Nghi Phúc Hắc, quản gia AI Trách Trung Thành, Nam Chính Kỳ Giả Kỳ Quan Bảo, Kỳ Quan Tu Phong Lưu, Thị Vệ Vân Ly Lạnh Lùng, Kỳ Quan Đạt Chất Phát, và cùng nhau viết nên một câu chuyện trưởng thành lãng mạn ngọt ngào. Từ góc độ xây dựng nhân vật và cốt truyện, Tiêu Sái Gia Nhân Đạm Đạm Trang có chủ đề mới lạ và sự ngược tâm của dàn nhân vật rất phù hợp với sở thích của giới trẻ hiện nay. Khổng Tuyết Nhi sinh năm 1996 là một nữ ca sĩ, diễn viên và vũ công người Trung Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ Bigger, chính thức ra mắt vào năm 2016. Với gương mặt quyến rũ, vũ đạo nóng bỏng và phong cách lôi cuốn, Khổng Tuyết Nhi luôn có những màn biểu diễn tràn đầy năng lượng và được khán giả yêu mến. Không chỉ nổi bật trên sân khấu ca nhạc, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim. Trong Tiêu Sái Gia Nhân Đạm Đạm Trang, trang phục cổ trang lộng lẫy, đường nét khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tuyết Nhi được đánh giá là vô cùng phù hợp với tính cách của beauty blogger trong bộ phim. Yến Tử Đông trong vai Kỳ Quan Nghi, sinh năm 1994, là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Anh được đánh giá là ngôi sao hiếm hoa trong thế hệ diễn viên mới, ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với khả năng diễn xuất của mình. Ngoại hình của Yến Tử Đông và Khổng Tuyết Nhi được đánh giá là vô cùng đẹp đôi và phản ứng hóa học của họ cũng rất bắt mắt. Cốt truyện của phim chủ yếu dựa vào yếu tố ngôn tình, kết hợp với những chủ đề rất được các bạn trẻ quan tâm và yêu thích hiện nay như trang điểm làm đẹp, nhiệm vụ trong game, lựa chọn hệ thống. Cốt truyện thì giàu kịch tính và sự đảo ngược đến kinh ngạc, với sự trưởng thành và khám phá từng bước của nữ chính Tư Nghiên sau khi bước vào thế giới thực tế ảo, hàng loạt bí ẩn xung quanh nữ chính lần lượt được hé lộ. Phong cách hình ảnh tổng thể của phim chủ yếu dựa trên trang phục cổ trang, với tư duy tự do, cốt truyện mới lạ và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Khổng Tuyết Nhi, người đóng vai Tư Nghiên đã thể hiện rất tốt sự thay đổi trong giai đoạn khác nhau của hàng loạt vai diễn như beauty blogger kiêu kỳ, cô hậu gái cấp thấp. Mặc dù sống trong thế giới ảo, nhưng Tư Nghiên cũng có những câu chuyện tình cảm lãng mạn với các nhân vật nam ưu tú. Không chỉ có nhiều yếu tố ăn khách như nội dung ngôn tình, ngọt ngào, hấp dẫn, trang phục cổ trang đẹp mắt, diễn viên trẻ đẹp, bộ phim còn gây được nhiều sự chú ý ngay từ lúc khởi quay vì được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Trang Nương của tác giả Lệ Tiêu, một tiểu thuyết ăn khách và được nhiều độc giả quan tâm. Không chỉ có nhiều yếu tố ăn khách như nội dung ngôn tình, ngọt ngào, hấp dẫn, trang phục cổ trang đẹp mắt, diễn viên trẻ đẹp, mà phim còn gây được nhiều chú ý ngay từ lúc khởi quay vì được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Trang Nương của tác giả Lệ Tiêu.